Chào anh em, lâu rồi em cũng chưa có lên lô phục vụ anh em ha. Hay lên lô Zippo mồi hút và những cái cối cổ xưa ha. Đầu tiên là một con Zippo Slim 1932-1990, một ngược ha. Sơn đen tĩnh điện, qua sử dụng liền lạc rất là đẹp ha. Con này có cắn đây nha anh em. Con này tẩy sơn ra ráp ha, anh em thích màu đồng thì cứ tẩy ha. Ruột 6 la mã, con này là em chưa có vệ sinh luôn ha. Ruột 6 la mã, trùng chuẩn đời. Con này về anh em có nhu cầu thì em vệ sinh và em tẩy màu đồng cho anh em luôn ha. Cây này thì em xin phép giao lưu 600 thôi, 600. Lên cho hết slim đi ha. Đây một cây nữa. Cây này 2003. Mạ bạc đáy lõm nội địa Mỹ ha. Mạ bạc dày và cái lớp bạc nó đã chốc ra, nó ra cái màu niken ha, lớp lót niken ha. Chủ đề khắc ăn mòn, zin hãng, chủ đề về tình yêu, chưa cắn mớp luôn ha. Cây này thì về anh em chà auto son là nó sẽ ra cái màu niken nha, niken bạc ha. Ruột trùng, trùng 503 luôn ha. Cây này thì em giao lưu cho anh em trăm thuốc rồi ha, 250 thôi nha, 250 thôi ha, 250 cho anh em chơi ha, nguyên sim chính hãng chỉ 250 thôi. Ở đây có một cây nữa là cây 1962 chrome HP, qua sử dụng nguyên zin ha, bánh xe sỏ chỉ theo máy luôn ha, bánh xe chuẩn dành cho Zippo từ 59 tới 63. Cây này thì em xin phép giao lưu là 400 nha anh em, 400 cho một cây slim Zippo xưa 1962 ha, anh em chơi liên hệ em qua hồ sơ ha, 400. Em giới thiệu nhanh nha, tại vì hôm nay hàng nhiều ha. Đây là một cây Silverlet ha, Silverlet 03. Thì thường cái dòng mạ bạc mà xuất châu Âu nó sẽ đóng thêm cái chữ Silverlet hết anh em. Xuất Nhật thì nó không có đóng ha. Con này mạ bạc xuất châu Âu, bạc lên nước rất là đẹp ha. Anh em có nhu cầu thì em chùi auto son cho anh em nha. Chùi xong nó sẽ ra cái màu trắng bạc ha. Âm thanh rất là to luôn. 03 ha. Con này cũng còn rất là đẹp nè. Búa chưa mòn, ruột trùng 03. Silverlet bản xuất châu Âu nha, khác hoàn toàn với Silverlet Nhật ha, 500 nha. Và cái đời 03 này còn sử dụng bản lề đời La Mã ha, rất là chắc chắn, 500 cho anh em chơi trải nghiệm. Đây là một cây Venrat 1996 ha, qua sử dụng liền lạc rất là đẹp ha, nguyên zin, hoa văn ý zin ha, liền lạc rất là đẹp. Cây này ô khắc tên đã bị khắc rồi nha anh em. Venture thì rất là sâu ha. Và cây này em chưa vệ sinh luôn. Ruột về chung với nó là ruột 1995. Lạch 1 năm ha. Cây này lạch có vài tháng thôi. Cây này thì em xin phép giao lưu với anh em chơi thôi ha. 999 ha. 999 cho anh em chơi trải nghiệm rất là mềm nha. 999 nha. Kế đến là một cây chu niên Camel 1932-1992, chủ đề khách ăn mòn xin hãng ha, có cấn ngay đây ha. Cây này qua sử dụng liền lạc rất là đẹp, chưa xì ba nha nè, chưa xì ba, đây có cấn tí xíu nữa ha, chưa vệ sinh luôn. Ruột trùng 8 la mã ha, tháng 1 năm 1992, vỏ rất là dày, chưa xì ba, chưa vệ sinh ha. Trung niên 3292 thì em xin phép giao lưu với anh em cũng 999 thôi nha, 999 thôi, siêu mềm cho anh em chơi ha. Tranh thủ thời gian để em lên hết cái Zippo trong cái clip này. Và đây là một cây 08 nội địa Mỹ, mạ Black A rơm đen ha. Cây này thì ruột trùng 5 nha, ruột trùng 5, giao lưu cho anh em tập chơi thôi. Cây này thì em xin phép giao lưu với anh em để tập chơi mà thuốc rồi đó. Ba không không thôi nha, 300 cho một cây 08 ha. Kế đến là một cây 1988 nội địa Mỹ, mạ vàng ha. Cây này có cấn đây rồi, 4 la mã, đáy lõm mạ vàng, lớp mạ vàng thì lâu năm nó xài nhiều, nó có phôi pha ha anh em.
lề zin nha, lề zin theo máy. Ruột trùng 45 mã luôn nha anh em, ruột trùng 45 mã luôn ha. Cây này thì em giao lưu ruột vàng nha, ruột vàng trùng 545 mã. Con này thì em giao lưu với anh em cũng rất là mềm thôi. Con này chưa vào đá nha anh em, chưa vào đá. Khi mà giao lưu quá thì bên em là bao bánh xe bán lưỡi gà khỏe cho anh em yên tâm sử dụng hết, bảo hành trọn đời nha. Em yên tâm về việc đó. Cây này em xin phép giao lưu là 600 nha. 600. Đây là cũng là một cây nữa, một cây 1998 Chrome HB. Xả sơn ha, chủ đề nó anh sơn hấp nhiệt là zin. Ngoài sau thì khắc hơi xấu rồi. Cây này thích hợp cho anh em chăm thuốc ha, đời La Mã ha. Rất là mềm luôn, sạch sẽ ha. Thì cái lô này em đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Ruột trùng 1998 luôn ha. Cây này thì em xin phép giao lưu là 500 nha. 500. Kế đến là một cây 2000 mọc kép nội địa Mỹ ha. 2000 mọc kép nội địa Mỹ lề zin liền lạc, chưa cắn mớp gì luôn nha. Mặt trước thì có khắc sơ rồi ha. Ruột trùng 5 C2000 ha, trùng 5 khắc tháng CF. Cây này thì em xin phép giao lưu là cũng 500 thôi nha. 500 thôi nha, cho anh em chơi nha. Kế đến là một cây xả sơn tĩnh điện 1997 ha. Đây là còn dấu vết của sơn ha. 1997 xả sơn tĩnh điện đáy lõm. Rất là đẹp nha. Đây là có cắn ngay góc nắp ha. Xả sơn tĩnh điện ra cái màu rất là đẹp. Độ mới rất là cao ha anh em. Nó chỉ bị lỗi cái là cắn nắp ngay đây thôi. Cây 1997. Ruột nó trùng năm luôn nha. 13 La Mã 1997 luôn. Cây này thì em xin phép giao lưu với anh em là 550 nha, 550. Kế đến là một cây đái lòi xuất Nhật, chủ đề 1996, chủ đề tattoo ha, America tattoo, khắc ăn mòn đổ sơn xin hãng ha. Mạ bạc lớp mạc nó lên màu ha anh em. Lên màu rất là đẹp, cây này liền lạc cũng rất là đẹp luôn ha. Có cắn dâm đây tí xíu. 1996, con này thì lưỡi gà đã thay nha, đã thay lưỡi gà. Ruột trùng năm 1996 luôn ha. Lưỡi gà này đã thay nha. Bao anh em cứng cáp như zin, bảo hành trọn đời ha. Thì cây này chủ đề, em xin phép giao lưu với anh em là 550 nha. Lưỡi gà thay rất là mạnh, bao anh em xài nha. 550 ha. Kế đến là một cây nữa, cây này thì cây La Mã. Cây này quá xấu. Cây này thích hợp cho anh em về anh em tẩy rơm ra thì nó sẽ đẹp ha. Tẩy rơm một kép nội địa Mỹ ha. Ruột 1999 lệch 1 năm, chuẩn đời theo máy ha. Cây này thì em xin phép giao lưu với anh em là 400 thôi nha. 400 ha. Kế đến là một cây chủ đề về rượu Sách Đi Neo ha. Và cây này em lem full mặt zin hãng, mọc kép 2000 luôn. Mặt sau nó cũng hơi xấu ha. Phai rơm rồi. Cây này về anh em trưng bày thì ok, chăm thuốc cũng ok hết ha. Chủ đề rượu ha. Cây này thì em xin phép giao lưu với anh em là 450 nha, 450. Về anh em trưng bày cũng được, anh em xả rơm ra anh em chơi cũng được ha. 450. Và đây là một cây Coty 1992 kỷ niệm 60 năm thành lập hãng ha. Cây này 1992 đã lòi. Và cái nắp nó thì có dâm ha anh em, có dâm tí ha. Còn rất là đẹp ha. Liền lạc rất là đẹp. Và đây là có cấn dâm tí xíu. Con này sử dụng ruột mờ ha, ruột mờ chuẩn giai đoạn ha. Con này ruột mờ chắc là 90 nè. VI nè, lạch ha. Thì cây này lạch em không giao lưu với anh em nha. Lạch 2 năm thì em xin phép không giao lưu. Nhưng mà nếu anh em giao lưu thì em để anh em là 550 cho anh em chơi thôi nha. 550 thôi nha. Đây là cái vỏ 1988 đáy lòi chữ xéo
xuất Nhật ha, chủ đề chim Mỹ mạ bạc ha, liền lạc rất là đẹp luôn. Chỉ có vỏ không nghe anh em, vỏ zin, zin hãng luôn, không có cái ruột ha. Vỏ này thì em xin phép giao lưu với anh em là 400 nha, 400. Và đây là một cây Marlboro, Rodeo 1994, mọc ngược qua sử dụng nguyên zin chưa cắn nha, rất là đẹp ha. Chưa bị xì ba luôn, cái lớp mà rát zin của nó lên màu ha. Đây nó bị cắn đây tí xíu. Cây này thì em xin phép giao lưu với anh em là 700 thôi nha, 700. Ruột zin theo máy 1994 ha. Chưa vệ sinh, khi giao lưu với anh em là em vệ sinh hết. Marlboro Rodeo ha. Mắt emblem ở trên. Mắt emblem trên 700 thôi nha. Cây cuối cùng của ngày hôm nay là một cây 1985. Đáy lõm nội địa Mỹ, năm Bạch Huyền ha. Chủ đề thể thao câu cá, qua sử dụng liền lạc nguyên zin ha. Con này là chưa cấn mớp luôn, liền lạc rất là đẹp ha anh em. Âm thanh rất là lớn ha. Và đầu năm 85 thì chữ U chưa bắt gốc nha. Ruột trùng năm Bạch Huyền chuẩn đời ha. Búa chưa bị mòn ha. Lưỡi gà chưa bắt gốc, lưỡi gà bắt đầu từ 1990 bắt đầu bắt gốc ha. Những con chip bô xưa thì vỏ nó rất là dày. Âm thanh rất là lớn ha. Cây này thì em xin phép giao lưu là 999 nha, 999. Rồi anh em giao lưu gì liên hệ qua hộp sao. Cảm ơn anh em rất nhiều.